giảm phí như là một cách duy nhất, đấy là nói bậy nhất. Không, nó là một phương án kết hợp. Thứ hai là giảm phí trong điều kiện hỗn loạn hiện nay là điều bắt buộc phải kết hợp. Anh chọn phương án chiến lược tài chính nào cũng được, chiến lược cân đối, chiến lược công nghệ để cho tiền nó phát huy tốt nhất, nhưng buộc anh vẫn phải kết hợp với chiến lược giảm phí, bởi vì cạnh tranh nó không cho phép nới lỏng cái điều này. Còn những tập đoàn mà nó chơi hỗn hợp, chơi 7 chiến lược một lúc, còn nếu không anh chỉ chọn giảm phí thuần túy làm chiến lược thôi thì anh phải là cực kỳ cao thủ. Cho nên là chiến lược giảm phí nó luôn tồn tại ở trong bất cứ một trường đại học, một doanh nghiệp, một cơ sở, một quốc gia nào, nhưng nó sẽ tồn tại chủ yếu với tư cách chiến lược kết hợp. Các chiến lược khác thì các anh chị tự chọn, nhưng vì chiến lược này bắt buộc phải dùng, không dùng độc lập thì phải dùng kết hợp, cho nên tôi mới chọn nó thành một chuyên đề độc lập các bạn ạ. Chứ nếu là chuyên đề độc lập thì từng chiến lược chúng ta sẽ phải dạy y như là một ngày hôm nay, nhưng mà rất tiếc cái chiến lược này bắt buộc các bạn phải dùng, các bạn không có quyền chọn nữa. Dùng với tư cách chiến lược trục hay là chiến lược kết hợp thì tùy, nhưng đa số là nó dùng với tư tưởng chiến lược kết hợp. Vậy thì giảm phí được hiểu thế nào và cách giảm phí thế nào thì các bạn đừng lúng túng nữa. Và khi đã không lúng túng thì giống như chúng ta vừa trao đổi vừa rồi ấy, nó mang tính tư duy thằng khác như thế nào, đừng có nhìn vào thằng khác nữa, có học đi nhìn thằng vô học. Vậy thì cái nội dung của giảm phí thì tôi mượn cái này để tôi muốn nói một phần đầu tiên trước đã, cái gì ạ? Chứ còn các bạn cảm nhận là các bạn hiểu về phí, rất tiếc nói lần này chắc phải lần thứ 5 trong các bài rồi, nhưng mà cái phí trong kinh doanh các bạn ói ra nó gồm cái gì? Chơi chi tiết, vì đây là bài chuyên sâu mà. Các ông toàn đại khái, còn đại khái thì tiền còn mất các bạn ạ. Thế thì tại sao nó lại là chiến lược kết hợp? Lợi nhuận, nếu mà xét ở lợi nhuận biên, tức là lợi nhuận gộp ấy, thì nó bằng doanh thu mà trừ đi chi phí. Tất cả các bài giảng từ nay về sau cũng như ban đầu, chúng ta tập trung toàn bộ vào cái này. Cho nên để tăng lợi nhuận thì người ta nỗ lực 12 bài, người ta đẩy bằng được doanh thu lên. Khi doanh thu nó tăng, người ta chốt cái yếu tố này lại thì lập tức lợi nhuận nó tăng. Còn bài hôm nay chuyên sâu thì tôi đem tôi chốt doanh thu lại, và chúng ta nghiên cứu cái sự chạy, cái biến nó chạy là biến chi phí. Thế mà hai biến cùng chạy, doanh thu thì tăng mà chi phí thì giảm, thì các anh chị thắng tuyệt đối trong kinh doanh, vì lợi nhuận nó tăng đột ngột. Nói một cách khác, giảm phí đồng nghĩa với tăng lợi nhuận. Ok. Đấy, cái đặt vấn đề cho cái bài này nó nằm ở chỗ đó. Mà tăng lợi nhuận chỉ bằng não thôi, không cần một động tác gì cả. Và các bạn đừng ngu xuẩn khi mà chỉ nỗ lực tăng cái này, vì cái này là hoàn toàn là cơ bắp hết, phải tăng quyết liệt và đấu tranh quyết liệt. Còn ở trong nội bộ, nếu các anh chị làm cái này chỉ bằng hành vi quản trị thôi mà tự nhiên lợi nhuận nó tăng, cái gì ạ? Vậy thì bài hôm nay chúng ta chiếu tướng phần chi phí chứ không phải chiếu tướng cái phần doanh thu này. Đấy, và kết quả các anh chị doanh thu rất tăng mà cái khốn nạn cái này cũng tăng, thì cái này nó tụt. Cho nên nó bắt buộc phải thực hiện các bạn ạ, chứ không phải ngồi nghênh ngáo đâu. Thứ nhất là thanh khoản thủng, không tư vấn gì cho anh mày cả. Thứ nhì, chi phí rất bậy. Giảm phí phần đầu tiên một lớn, phải chốt bằng chặt đã. Có biết phí ở trong doanh nghiệp nó là cái gì đâu mà giảm, toàn nói phết. Đa số là hai chấm vân vân. Kinh doanh mà không thuộc lòng từng phí, thuộc lòng trước khi nói đến chuyện giảm nó, được chưa? Phần 1, phân loại. Phân loại chi phí trong doanh nghiệp. Và đây là cái khốn nạn nhất của kẻ kinh doanh. Trên TV, rồi trong bàn đàm phán, cũng mỗi lúc nó nói một kiểu, không hiểu cái này nó là cái gì. Tại vì cũng là cái cục chi phí. Phí ở trong một công ty, phí ở trong một gia đình, nó gồm phí nào?
Thế là con vợ không học, thằng chồng đưa cho 30 triệu xe em tiêu nhanh. Con vợ cũng chả hiểu tại sao. Bây giờ anh cầm tiền anh tiêu thử đi, nửa tháng hết. Thế cụ thể chi cái gì con vợ không nói được, vì có hiểu chi phí trong gia đình gồm cái gì đâu. Cái gì à? Vậy thì phí trong một doanh nghiệp mà mình định giảm, phí trong một gia đình định giảm thì nó gồm cái gì? Sau đó mình mới chốt này, giảm nghĩa là gì? Tại vì á, con người ta nó có ba cái thái cực thế này. Vèo sang bên này là hoang phí, vèo sang bên này thì nó là bần tiện. Các bạn ạ, bần tiện. Mà ở giữa thế này thì nó là khái niệm tiết kiệm. Cho nên cả thế giới này nó tôn trọng tuyệt đối cái người tiết kiệm. Người ta khinh bỉ cái thằng bần tiện. Các bạn ạ, người ta coi thường sự ngu xuẩn, cái thằng hoang phí. Cho nên hôm nay chúng ta chọn cái thái độ là thái độ tiết kiệm. Và tiết kiệm nó không đồng nghĩa với bần tiện. Đấy. Và tất cả châu Âu rồi Mỹ, phương Tây đều tôn trọng. Và nếu bạn không có hành vi này, người ta khinh bạn ngay lập tức. Người ta có quyền khinh luôn. Từ bữa ăn trở đi. Bần tiện thì nó khinh bỉ lắm. Con đàn bà nó không hôn nổi luôn. Nhưng bần tiện nó không đồng nghĩa với tiết kiệm. Nên nhớ điều đó. Ok, hôm nay chúng ta học bài tiết kiệm phí. Đấy, nó rẻ. Để đẩy nó về cái gì đúng vậy thôi. Vậy thì ở đây, cái phí nào mà mình chi thì nó gọi là tiết kiệm. Cho nên từ đây tí nữa chúng ta sẽ thấy giảm phí nghĩa là gì. Tức là chất lượng bữa ăn của thằng chồng không thay đổi. Đó là chất lượng của sản phẩm không thay đổi. Nhưng chi phí trên một bữa ăn phải giảm. Ăn vừa đủ thì thôi, ăn đúng cơ cấu thì thôi. Vậy thì bây giờ cái phí ở trong doanh nghiệp thì nó gồm những phí gì? Ít nhất các bạn hãy gọi tên cho đúng. Mà mỗi một lần gọi tên thì phải hiểu rằng mình đang tiếp cận nó ở góc độ nào. Mở bài lâu lắm rồi, nhưng các anh chị mà không nhận những cái ví dụ của tôi, không hiểu rõ thì các anh chị đích hiểu đâu nhé. Cho nên là cứ từ từ. Nào, một, bây giờ cái lăng kính chúng ta nhìn là lăng kính phổ biến nhất, nó gọi là phân loại chung. Một chi phí như công ty của anh Hà Chí Dương ấy, nhìn chung, nhìn phổ biến nhất, nếu xét theo tiêu chí đó. Bây giờ tiêu chí này, người ta, các bạn đọc báo, đọc chí hoặc các bạn đi hội thảo, người ta còn có thể gọi là mở ngoặc. Nếu không dùng chữ chung để đơn giản thì người ta còn gọi là phân loại theo hệ thống tiêu chí. Nó nhìn ấy, hệ thống kế toán chi phí. Nếu chúng ta nhìn theo cái con mà hạch toán, nó là kế toán chi phí. Nếu nhìn ở cách khác thì nó còn gọi là phân loại theo nội dung chi phí. Tôi nói cái này để tránh các bạn, khi mà các bạn đi hội thảo, các bạn muốn phân tích, các bạn nói với nhau thì nó cùng cách nhìn mà đôi khi lại nghĩ khác. Nó gọi là theo nội dung. Chi phí của một doanh nghiệp theo nội dung là thế nào? Bây giờ theo cái lối kế toán, pháp lệnh kế toán, nó hạch toán thì nó nhìn cách nào? Thì cũng là cách này. Mà đã kế toán thì nó gọi là nhìn chung. Các anh chị ạ. Nó một cách, nó còn có một nội, nó có một cách hiểu khác nữa. Đó là người ta phân loại theo chức năng chi phí. Cho nên ở cái mục 1 này, tôi có quyền đặt 4 cái tên tất cả. Nếu xét theo góc nhìn chung, nếu xét theo góc nhìn kế toán, nếu xét theo góc nhìn của nội dung, và tôi có thể đặt mục 1 nếu xét theo chức năng của chi phí. Thì chi phí của công ty gồm, các bạn không thấy cái quái kiệt của thằng giảng, quái kiệt của nhận thức và quái kiệt của vấn đề, xong các bạn học hời hợt, xong các bạn đang đinh ninh trong đầu cái này không liên quan đến em, các bạn còn chết.
Đấy là cái tôi muốn nói, mà mồm cứ lẻo lẻo. Nếu nhìn như vậy thì chi phí của một doanh nghiệp nó có hai chi phí thôi, gọi là chức năng đi thì nó dễ hiểu hơn cả trong cách nhìn này. Và cái tụi kế toán nó cũng hạch toán theo cái trật tự này, cho nên nó gọi là lăng kính kế toán. Thì chi phí đầu tiên nó là chi phí, tí nữa chúng ta phải giảm nhá, đấy nhiệm vụ hôm nay là vậy. Chi phí sản xuất đấy. Thì đấy là chi phí. Bây giờ tiếp theo, hoa thị số 2. Tôi cần các bạn đừng bỏ một từ, tôi nói mãi rồi. Bởi vì bạn sảnh một chi phí là đời bạn có làm cả đống rồi cũng là vô nghĩa. Chi phí thứ hai là chi phí ngoài sản xuất. Tí nữa chúng ta giảm, chúng ta phải nhè nó, nhè từng thằng mà giảm. Mẹ giảm được đến đâu, cơm vẫn phè phỡn, ăn vừa hết mà lãi tăng, mà lại không phải tăng doanh thu. Đã lắm. Chưa kể đến cạnh tranh ta bóp thằng đối thủ. Nhưng bây giờ mình phải dành cái thời gian mình thuộc lòng cái gì. Tí nữa nó mới ra được chi phí cần giảm là cái gì chứ. Trường Doanh Nhân PR.